Campuchia Dân Chủ hay Khmer Đỏ? Biên tập Thi, giọng đi nghe. Campuchia trước, trong và sau cuộc chiến mà Việt Nam bắt buộc phải tham gia. Ban đầu diễn ra trên biên giới Tây Nam của Tổ quốc và sau đó là trên đất nước Campuchia. Nội dung này cũng cho chúng ta một cái nhìn bao quát hơn tình hình chính trị của Campuchia ngày nay. Trân trọng. Năm 1970, Lon Nol đảo chính Sihanouk thành lập Cộng hòa Khmer. Qua trung gian là Trung Quốc, Sihanouk liên lạc với Khmer Đỏ thành lập chính phủ Hoàng gia Thống nhất Campuchia để chống lại Lon Nol. Sihanouk làm quốc trưởng, Pen Nau thủ tướng, Khieu Samphon là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng, Hun Nim bộ trưởng thông tin, Hau Yon bộ trưởng nội vụ. Trước năm 1970, Khmer Đỏ chỉ hoạt động trong bí mật. Sau sự kiện này, Khmer Đỏ đã hoạt động công khai. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, Khmer Đỏ chiến thắng Lon Nol, nắm chủ quyền của Campuchia, tiêu diệt phe đối lập và di dân về nông thôn, nơi có nhiều sự ủng hộ của người dân với Khmer Đỏ. Sau khi cầm quyền, nội bộ Khmer Đỏ chia rẽ nghiêm trọng, thanh trừng lẫn nhau. Nhóm Đông Bắc, nòng cốt là những sinh viên từ Pháp về như Pol Pot, Yen Seri, Son Sen, Khieu Samphon, chủ trương xây dựng xã hội cộng sản nông nghiệp thuần túy theo kiểu Campuchia. Nhóm Tây Nam cũng do một số du học sinh từ Pháp về, lãnh đạo bao gồm Hun Nim, Hau Yon, Tech Form, chủ trương cách mạng văn hóa theo mô hình của Trung Quốc. Nhóm miền Đông bao gồm Sophim, Keo Meak, Keo Muni là những đảng viên kỳ cựu của Đảng Bộ Khmer thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương, muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa theo mô hình Liên Xô và Việt Nam. Nhóm Đông Bắc của Pol Pot đã tiêu diệt hầu hết lãnh đạo của nhóm Tây Nam. Tháng 6 năm 1978, nhóm miền Đông cũng bị tiêu diệt sau những cuộc khởi nghĩa quân sự thất bại. Một số ít sống sót, trong đó có Heng Samrin thuộc nhóm miền Đông, chạy về Việt Nam, sau này trở thành lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Nhóm Pol Pot, Khieu Samphon cho rằng người Khmer vượt trội so với các dân tộc khác. Pol Pot tham vọng khôi phục đế chế Khmer. Khmer Đỏ đã biến thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan, duy trì vỏ bọc chủ nghĩa cộng sản, tận diệt những người cộng sản Campuchia. Sử dụng ngôn ngữ cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhưng lại muốn phá hoại cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước khác. Đến năm 1981, nhóm Khmer Đỏ đã chính thức tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và tự đổi tên Đảng Cộng sản Campuchia thành Đảng Campuchia Dân Chủ. Cả nước được chia thành 7 khu, là các khu Tây Nam do Tà Mốc chỉ huy, Tây Bắc Nhim Rót, Bắc Khoi Thôn, Đông Sophim, Trung ương Cây Pau, Đông Bắc Men San, Tây Chu Chét. Sau khi Hiến pháp Campuchia Dân Chủ được công bố, Khieu Samphon, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, tức Chủ tịch nước, Nuân Chi, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Tà Mốc, Tổng tư lệnh quân đội, Son Sen, Bộ trưởng Quốc phòng, Yeng Seri, Bộ trưởng Ngoại giao, Sophim, Phó Chủ tịch Quốc hội, Von Vet, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, những nhân vật trong đảng đối kháng hay bất đồng chính kiến đều bị thủ tiêu. Không có tòa án, thẩm phán, luật hoặc các phiên tòa, dù điều 9 của Hiến pháp quy định các tòa án nhân dân. Cũng không có hệ thống tiền tệ, hệ thống ngân hàng. Cuộc sống ngặt nghèo và bạo tàn, người dân bị bố ráp và bị hành quyết vì tội nói tiếng nước ngoài, đeo kính, bới rác kiếm thức ăn, than khóc khi người thân qua đời. Doanh nghiệp và các cựu quan chức bị săn đuổi một cách tàn nhẫn và bị giết chết cùng toàn bộ gia đình họ. Quan hệ Campuchia Dân Chủ với Việt Nam và Thái Lan xấu đi nhanh chóng. Các cuộc xung đột biên giới xảy ra. Những đảng viên từng sống tại Việt Nam bị thanh trừng. Trong năm 1976, thời Thủ tướng Thanin, Thái Lan đã tính đến việc sử dụng quân đội tổng tấn công Khmer Đỏ để ngăn chặn các cuộc đột kích qua biên giới ngày càng tăng.
xung đột biên giới từ tháng 11 năm 1976 trở nên tồi tệ. Tháng 1 đến tháng 8 năm 1977, quân Khmer Đỏ đã hơn 400 lần đột kích qua lãnh thổ Thái Lan, giết chóc, cướp phá và bắt cóc dân thường mang qua Campuchia, cũng bắt đầu xung đột với Lào. Khi chính quyền Thanin sụp đổ, Thái Lan dùng thương thuyết để giải quyết xung đột, cân bằng ảnh hưởng của Việt Nam mà Thái Lan cho rằng đang chiếm ưu thế trên bán đảo Đông Dương. Tháng 10 năm 1977, Ngoại trưởng Thái gặp Ngoại trưởng Khmer Đỏ Ieng Sary tại trụ sở Liên Hiệp Quốc New York. Hai bên chấp thuận chấm dứt xung đột. Dù vậy, chạm trán tại biên giới giữa Thái Lan và Khmer Đỏ vẫn tiếp diễn cho tới khi quân Việt Nam lật đổ Pol Pot đầu năm 1979 và thiết lập một chính quyền thân Việt Nam tại Campuchia. Quan hệ giữa Thái Lan và Khmer Đỏ chuyển từ thù địch thành đồng minh. Từ năm 1975 đến năm 1978, tin vào sự hậu thuẫn của chính quyền Trung Quốc, tin rằng Việt Nam đang vướng các vấn đề kinh tế xã hội, ngại chiến tranh, tự đánh giá quá cao khả năng tác chiến, nên chính quyền Campuchia Dân Chủ đã nhiều lần cho quân vượt biên giới, tàn sát dân, đánh phá các cơ sở kinh tế và quân sự của Việt Nam dọc biên giới nhằm làm kiệt quệ đối phương. Trong giai đoạn từ 1975 đến giữa năm 1977, do đánh giá thấp ý chí của Khmer Đỏ về cuộc chiến xâm lược, nên các lực lượng địa phương quân Việt Nam kém cảnh giác và ít chuẩn bị, khiến việc điều động quân bị chậm. Khmer Đỏ vì thế tin rằng chiến tranh là lựa chọn duy nhất để đối phó vấn đề Việt Nam, đồng thời giúp tìm ra những người Khmer có đầu óc Việt Nam. Họ sẽ chiến thắng trong một cuộc chiến kéo dài với Việt Nam. Cùng với các cuộc đột kích qua biên giới của Khmer Đỏ, làn sóng di tản của người Campuchia đã làm cho quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia đổ vỡ hoàn toàn. Tháng 11 năm 1978, Việt Nam ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Pol Pot phát lệnh tấn công phủ đầu. Dù được Trung Quốc hỗ trợ, quân Campuchia bị quân đội Việt Nam đẩy lùi và nhanh chóng thất bại. Quân Việt Nam phản công tràn qua biên giới Campuchia. Mùng 7 tháng 1 năm 1979, chiếm được Phnom Penh, hỗ trợ những người Cộng sản Campuchia đối lập Pol Pot, tái lập lại Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer, lập chính quyền Cộng hòa Nhân dân Campuchia PRK thay cho chính quyền Khmer Đỏ vào năm 1979. Tàn quân của Campuchia Dân Chủ chạy về phía Tây, biên giới Campuchia-Thái. Nạn diệt chủng cơ bản dừng lại, Cộng hòa Nhân dân Campuchia PRK bắt đầu hồi sinh đất nước. Bị đánh bại, Khmer Đỏ chạy về phía Tây, kiểm soát khu vực biên giới Campuchia-Thái, gồm Phnom Melai, vùng núi gần Pailin thuộc dạng Kadamom và An Long Veng, dãy Đăng Rét. Theo cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, trong khoảng thời gian 10 năm, Khmer Đỏ và các lực lượng đối lập ở Campuchia nhận được hỗ trợ từ khối ASEAN, Mỹ và Trung Quốc khoảng 1,3 tỷ đô la. Campuchia Dân Chủ tiếp tục giữ ghế tại Liên Hiệp Quốc. Năm 1982, Khmer Đỏ cùng với KPNLF có tư tưởng chống cộng và ANS, Đảng Bảo Hoàng của Norodom Sihanouk, lập Liên minh Chính phủ Campuchia Dân Chủ, CZJK, tiếp tục kháng chiến chống lại chính quyền Hun Sen tới năm 1993. Trung Quốc và các chính phủ phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, bỏ phiếu ủng hộ chính phủ CZJK giữ ghế tại Liên Hiệp Quốc. Riêng Thụy Điển không ủng hộ do nhiều công dân Thụy Điển viết thư cho chính phủ đòi thay đổi thái độ với chính phủ Pol Pot. Vùng phía Tây Campuchia là chiến trường trong suốt thập niên 80, với hàng triệu quả mìn rải rác khắp nơi. Lực lượng quân sự của Khmer Đỏ mạnh nhất trong liên minh chống đối, gồm Khmer Đỏ, đội quân mặt trận giải phóng nhân dân Khmer của Son San, quân đội riêng của Hoàng thân Sihanouk. Liên minh này nhận được nhiều viện trợ quân sự từ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh Quốc và tin tình báo từ quân đội Thái. Cũng có tin Hoa Kỳ, Anh Quốc
chỉ viện trợ cho hai đảng KPNLF và ANS, không viện trợ cho Khmer Đỏ. Anh còn cử lực lượng đặc biệt SAS sang Thái Lan giúp các nhóm du kích, dù không trực tiếp giúp quân của Pol Pot. Từ năm 1985 đến năm 1989, SAS đã mở hàng loạt trại huấn luyện và lập ra một tiểu đoàn phá hoại 250 chuyên gia dùng chất nổ và phục kích. Các chuyên gia tình báo ở Singapore cũng giảng dạy các khóa học, dù SAS được lệnh chỉ huấn luyện quân lính của Sihanouk và cựu thủ tướng Son San, nhưng Khmer Đỏ cũng được hưởng lợi rất nhiều từ hoạt động của người Anh. Trong hồi ký của các cựu chiến binh K, có quân Para, chính là quân của Sihanouk và quân của Son San. Campuchia Dân Chủ hay Khmer Đỏ? Biên tập Thi, giọng đọc Hải Yến. Thái Lan hợp tác với Trung Quốc giúp Khmer Đỏ tái xây dựng lực lượng. Tới năm 1981, Khmer Đỏ tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và chuyển trọng tâm sang chủ nghĩa dân tộc và bài Việt Nam. Lúc này, dư luận Mỹ bất bình. Năm 1981, New York Times đăng thư ngỏ của giới vận động yêu cầu Tổng thống Ronald Reagan ngừng hỗ trợ chế độ Pol Pot. Nội dung có đoạn: sự hỗ trợ về ngoại giao của Hoa Kỳ cho chế độ Pol Pot mang tên Campuchia Dân Chủ, bên cạnh việc các nước khác bán vũ khí cho lực lượng du kích khủng bố của Pol Pot, chỉ kéo dài sự đau khổ của Campuchia và khiến việc phục hồi còn non yếu của nước này bị nguy hại và gây nguy cơ chiến tranh lan rộng. Chúng tôi thấy bất bình rằng đã năm thứ ba liên tiếp Hoa Kỳ bỏ phiếu duy trì Campuchia Dân Chủ của Pol Pot ở Liên Hiệp Quốc. Tới năm 1985, tiền CIA viện trợ cho các nhóm du kích Campuchia gồm Khmer Đỏ lên tới 12 triệu USD mỗi năm. Ngày 10 tháng 7 năm 1985, Hạ viện Hoa Kỳ chính thức thông qua một khoản viện trợ công khai về tài chính và quân sự trị giá 5 triệu đô dành cho các nhóm kháng chiến phi cộng sản ở Campuchia, tức là KPNLF và ANS, để chống lại chính quyền Hun Sen. Trong đó quy định không được phép để cho Khmer Đỏ nhận được khoản viện trợ này. Nhà bảo trợ chính cho Khmer Đỏ vẫn là Trung Quốc. 90% viện trợ nước ngoài mà Khmer Đỏ nhận được đến từ Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình tuyên bố năm 1984, tôi không hiểu vì sao có người lại muốn loại bỏ Pol Pot. Đúng là ông ta có phạm một số sai lầm trong quá khứ, nhưng hiện nay ông ta đang lãnh đạo cuộc chiến chống bọn xâm lược Việt Nam cơ mà. Chính quyền Carter yêu cầu các tổ chức cứu trợ quốc tế không cấp viện cho Hà Nội và Phnom Penh. Dưới tác động của Mỹ và đồng minh, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu không viện trợ cho Campuchia dưới quyền Heng Samrin và Hun Sen, mà viện trợ cho người Campuchia sống trong vùng Khmer Đỏ kiểm soát. Theo điều kiện Makalum, cơ quan cấp viện A Said cũng chuyển quân trong quân dụng không sát thương dư thừa cho các nhóm du kích đóng ở Thái Lan, đạt con số 13 triệu USD năm 1989. Liên Hiệp Quốc ra nhiều nghị quyết về việc Việt Nam đóng quân tại Campuchia. Nghị quyết ngày 22 tháng 10 năm 1980 tuyên bố hối tiếc sâu sắc rằng can thiệp quân sự nước ngoài tiếp tục và quân nước ngoài chưa rút khỏi Campuchia, vì vậy nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Nghị quyết ngày 21 tháng 10 năm 1981 lên án can thiệp quân sự nước ngoài tiếp tục và quân nước ngoài chưa rút khỏi Campuchia, vì thế gây ra thù nghịch tiếp tục ở đất nước và nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Nghị quyết ngày 14 tháng 10 năm 1987, nghị quyết ngày 31 tháng 11 năm 1988, nghị quyết ngày 16 tháng 11 năm 1989 đều có chung một nội dung như vậy. Năm 1985, Pol Pot thôi lãnh đạo Khmer Đỏ, Khieu Samphon thay thế, nhưng ông ta vẫn tiếp tục là động lực thúc đẩy bằng những bài diễn thuyết. Các nhà báo như Nate Thayer, người ở cùng Khmer Đỏ trong thời gian đó, nhận xét rằng
dù cộng đồng quốc tế gần như nhất loạt lên án sự cai trị tàn bạo của Khmer Đỏ, nhưng một số đáng kể dân Campuchia sống trong vùng Khmer Đỏ kiểm soát tỏ vẻ thực lòng ủng hộ Pol Pot. Việt Nam đề nghị rút quân để đổi lại một thỏa thuận chính trị nhằm loại trừ việc Khmer Đỏ quay trở lại nắm quyền lực. Chính phủ phe chống đối ASEAN, Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chấp nhận. Năm 1985, Việt Nam tuyên bố sẽ hoàn tất việc rút quân vào năm 1990 và hoàn thành rút quân vào năm 1989 sau khi chính phủ Phnom Penh củng cố và tăng cường thực lực quân sự. Hiệp định Thành Đô diễn ra trong thời gian này được những người chống cộng tuyên truyền là nội dung sáp nhập Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc, chính là hội nghị bàn về việc rút quân đội Việt Nam ra khỏi Campuchia và thành phần chính phủ Liên hiệp Campuchia có tỷ lệ các bên tham gia như thế nào, được thể hiện trong hồi ức Trần Quang Cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam thời kỳ đó. Sau 10 năm xung đột không phân thắng bại, chính phủ Phnom Penh và phe chống đối ký kết hiệp định năm 1991 để bầu cử và giải giáp. Đến năm 1992, Khmer Đỏ tẩy chay bầu cử, tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử và hoạt động quân sự trở lại. Tổng tuyển cử tự do vẫn được tổ chức vào tháng 5 năm 1993. Đến tháng 9 năm 1993, Quốc hội và chính phủ mới được thành lập với nòng cốt là hai đảng Phun Siphik và CPP. Quốc hội lấy tên nước là Vương quốc Campuchia. Đứng đầu nhà nước là quốc vương Norodom Sihanouk. Khmer Đỏ chống lại chính phủ liên hiệp mới tại Campuchia, bao gồm những người cộng sản phe Hun Sen được Việt Nam hỗ trợ. Hai đồng minh cũ của Khmer Đỏ là lực lượng không cộng sản và Bảo Hoàng. Việt Nam rút quân, Khmer Đỏ mở các chiến dịch phản công lớn, đánh chiếm Pai Linh, thành lập các căn cứ mới, đột kích các vùng chính phủ kiểm soát, gây bất an và hoảng loạn khắp miền Tây Campuchia. Các tỉnh miền Bắc như Kon Pong Thom và miền Nam như Kon Pong Supu và Kampot. Đến năm 1990, Khmer Đỏ có hai căn cứ quan trọng là An Long Veng và Pai Linh. Tuy nhiên, phần lớn dân cư Campuchia nằm trong các vùng do chính quyền kiểm soát. Vì biết rằng không được ủng hộ từ phiếu bầu, nhưng lại không muốn từ bỏ quyền lực và giải giáp quân đội để chia sẻ quyền lực thông qua thành lập chính phủ liên hiệp và bầu cử tự do, dẫn đến chia rẽ và bất mãn nghiêm trọng trong nội bộ. Binh lính thì mệt mỏi vì chiến tranh liên miên kéo dài. Son Sen và Yeng Seri bị đưa ra khỏi ban lãnh đạo, chỉ còn có Pol Pot, Tà Mốc và Khieu Samphon. Việc Khmer Đỏ từ chối thỏa hiệp chính trị khiến hỗ trợ cho Khmer Đỏ giảm dần rồi ngưng hẳn. Trung Quốc bắt đầu viện trợ kinh tế và quân sự cho chính phủ liên hiệp Campuchia. Khmer Đỏ tiếp tục các hoạt động quân sự phá hoại, kích động, hằn thù chống Việt Nam và tàn sát hàng trăm kiều dân Việt Nam, làm hàng ngàn người khác phải chạy tị nạn, gây ra cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất kể từ khi Liên Hiệp Quốc tiếp quản Campuchia. Năm 1994, chính phủ Campuchia mở chiến dịch quân sự lớn đánh vào Pai Linh. Quân chính phủ lần lượt đánh chiếm Phnom Chat, An Long Veng và Pai Linh. Quân Khmer Đỏ tuy ít hơn nhưng đã nhanh chóng phản công tái chiếm các khu vực bị mất, liên tiếp đánh bại quân chính phủ trong các cuộc giao tranh, truy kích quân chính phủ, uy hiếp Bát Tam Bang. Quân chính phủ mất hơn 20 xe tăng và xe bọc thép, khoảng 10 pháo rơi vào tay Khmer Đỏ. Tuy vậy, tương quan trên chiến trường không thay đổi khi chiến sự kết thúc. Mất viện trợ, lương thực, hàng hóa, buộc phải tự cung cấp, phải rời các khu trại tị nạn. Trước đây, quốc tế vẫn viện trợ thuốc men, thực phẩm. Tinh thần dân chúng trong các khu vực Khmer Đỏ kiểm soát, giảm sút. Quân Khmer Đỏ liên tục dã ngũ hàng chính phủ. Khmer Đỏ tiến hành các cuộc thanh trừng để ngăn chặn. Có khoảng 3.000 người bị tàn sát và chôn trong các mộ tập thể tại An Long Veng từ năm 1993 đến năm 1997. Khmer Đỏ tiến hành tự cung tự cấp bằng các hoạt động buôn lậu gỗ, đá quý, hàng hóa,
để duy trì quân đội, nhưng việc này cũng làm yếu đi sự kiểm soát từ lãnh đạo Khmer Đỏ. Quân Khmer Đỏ bắt đầu đào ngũ hàng loạt vào năm 1996. Chỉ huy Khmer Đỏ như Yichahin và Sophet theo Ieng Sary đào ngũ về phe chính phủ. Son Sen đưa quân trừng trị, nhưng binh lính nổi loạn và nhanh chóng nhập phe đào ngũ. Tới cuối năm, Khmer Đỏ lần lượt mất hết các căn cứ trong nội địa Campuchia. Năm 1997, hai phe nhóm chính trong chính phủ Liên hiệp Campuchia xung đột. Hoàng thân Norodom Ranariddh tìm kiếm sự ủng hộ từ một số thủ lĩnh Khmer Đỏ, nhưng từ chối thỏa hiệp với Pol Pot, khiến lãnh đạo Khmer Đỏ xung đột đẫm máu. Rốt cục, Pol Pot bị Tà Mốc bắt giữ, bị xét xử và bị giam. Pol Pot chết tháng 4 năm 1998, Khieu Samphon đầu hàng chính phủ tháng 12 cùng năm. Tới 29 tháng 12 năm 1998, các thủ lĩnh Khmer Đỏ còn lại xin lỗi vì cuộc diệt chủng trong những năm 1970. Hầu hết lực lượng Khmer Đỏ còn lại hạ vũ khí đầu hàng hoặc bị bắt. Tháng 12 năm 1999, Tà Mốc và các thủ lĩnh còn lại đầu hàng. Khmer Đỏ trên thực tế chấm dứt sự tồn tại. Tới đây, chúng ta có thể hiểu được thực trạng của chính trị Campuchia. Vì sao nhiều chống đối chính quyền? Vì sao chính phủ Campuchia phải có chính sách đa phương trong đối ngoại, khiến cho chúng ta có lúc hẫng hụt cảm giác của người bị phản bội? Cũng như Việt Nam, chính phủ Campuchia cũng phải luôn đặt quyền lợi quốc gia của họ lên trên hết. Nhưng không như Việt Nam, chính phủ đa đảng của ông Hun Sen luôn luôn thủ thế với nhau và có nhiều khi những quyết định ngoài ý chí của đảng này lại là ý chí của đảng kia. Pol Pot, kẻ diệt chủng. Pol Pot tên thật là Sakhlot Sa, sinh tháng 5 năm 1925, mất 15 tháng 4 năm 1998, quê tỉnh Kông Vông Thom, là người lãnh đạo Đảng Cộng sản Campuchia, cầm quyền không chính thức từ giữa năm 1975, Thủ tướng Campuchia Dân Chủ từ năm 1976 đến 1979. Năm 1949, Pol Pot học kỹ sư radio ở Paris, nhập Đảng Cộng sản Pháp. Tại đây, Pol Pot gặp Ieng Sary, Khieu Samphon, Son Sen, Hun Nim và Von Vet. Năm 1953, Pol Pot trở về Campuchia. Lúc này, Cộng sản đang lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại sự cai trị Pháp ở Đông Dương, trung tâm cuộc kháng chiến ở Việt Nam, các chi nhánh ở Campuchia và Lào. Sakhlot Sa gia nhập Việt Minh, một tổ chức chỉ chú trọng Việt Nam chứ không phải Lào hay Campuchia. Năm 1954, Pháp rời Đông Dương, Việt Minh cũng rút về Bắc Việt Nam. Vua Norodom Sihanouk thoái vị, kêu gọi tổ chức bầu cử và lập ra một đảng chính trị, đẩy những người cộng sản đối lập ra và chiếm toàn bộ số ghế chính phủ. Cuối tháng 9 năm 1960, 21 đại biểu Cộng sản Campuchia bí mật họp tại nhà ga đường sắt ở Phnom Penh, bầu Tao Sumert làm bí thư, Nuon Che là phó bí thư. Pol Pot, Keo Mit và Ieng Sary xếp lần lượt thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Năm 1962, Tao Sumert bị ám sát tại Phnom Penh. Pol Pot tổ chức Đại hội Đảng Công nhân Campuchia lần thứ 2, được bầu là bí thư thay cho Tao Sumert. Pol Pot loại bỏ những đảng viên miền Đông như Non Saun, Keo Met, Chao Chet, thân Việt Nam ra khỏi ban thường vụ và thay vào đó là Son Sen, Von Vet và Tam Mốc. Trong 7 năm, Sakhlot Sa trốn tránh cảnh sát mật của Sihanouk và chiêu mộ binh lính. Cuối thập niên 1960, Lon Non, giám đốc an ninh nội bộ của chính phủ Sihanouk, tiến hành chống Đảng Cộng sản Campuchia. Sakhlot Sa vì thế bắt đầu một cuộc khởi nghĩa vũ trang chống lại chính phủ, được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giúp đỡ. Năm 1970, Lon Non lật đổ Sihanouk vì Sihanouk ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sihanouk
quay sang ủng hộ Pol Pot. Được sự đồng ý của Lon Nol, Tổng thống Mỹ Richard Nixon tấn công mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên đất Campuchia. Hành động này của Mỹ khiến cho chỉ trong một thời gian ngắn, chính quyền Lon Nol chỉ còn kiểm soát được các thành phố. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, Đảng Cộng sản Campuchia chiếm Phnom Penh và Lon Nol bỏ chạy sang Mỹ. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, Hải quân Campuchia bắt giữ tàu buôn SS Mayaguar của Mỹ, chiếc tàu Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam, gây ra sự kiện Mayaguar. Sarlosa đổi tên thành Pol Pot vào khoảng thời gian này, có ý không muốn lộ diện. Norodom Sihanouk quay trở lại nắm quyền vào năm 1975, nhưng bị loại bỏ bởi các đồng minh cộng sản cấp tiến không có ý định khôi phục chế độ quân chủ của ông. Pol Pot tiêu diệt những đảng viên miền Đông thân Việt Nam và những đảng viên từng phục vụ dưới quyền hoàng thân Norodom Sihanouk như Hao Yuen, Nu Nhim, Tok Phu Om nhằm củng cố quyền lực. Đảng của Pol Pot lập nước Campuchia Dân Chủ. Từ năm 1975 đến năm 1979, chế độ Pol Pot đã giết hại từ 1,5 tới 2,3 triệu người trong tổng số dân gần 8 triệu, gồm các nhà sư Phật giáo, những trí thức có ảnh hưởng phương Tây, những người có vẻ là trí thức như những người đeo kính chẳng hạn, những người tàn tật, các dân tộc thiểu số như Lào và Việt Nam. Chế độ Pol Pot bãi bỏ mọi tôn giáo và giải tán các nhóm thiểu số, cấm ngôn ngữ, cấm thực hiện các lễ nghi, phong tục tập quán của họ. Những cuộc cải cách cộng sản triệt để, Sihanouk bị đặt vào vị trí lãnh đạo bù nhìn. Khmer Đỏ tuyên truyền Mỹ sẽ ném bom các thành phố để sơ tán toàn bộ dân chúng khỏi Phnom Penh và tất cả các thành phố, thị xã chính của đất nước. Năm 1976, Sihanouk bị quản thúc tại gia, Pol Pot lên làm thủ tướng. Người đứng đầu nhà nước là Khieu Samphon, bạn học của Pol Pot. Năm 1976, xã hội được xếp hạng thành người có đủ mọi quyền lợi, căn bản, ứng cử viên và người mới đến, chỉ nhóm đa số là người mới đến từ các thành phố. Nạn đói xảy ra với tầng lớp mới đến. Chính quyền cho rằng với những người mới đến thì sống chẳng được gì, chết cũng chẳng mất gì. Hàng trăm ngàn người mới đến bị xiềng xích, bị buộc phải đào mồ chôn chính mình, bị đánh đến chết bằng thanh sắt, cuốc xẻng hoặc bị chôn sống vì không được làm phí đạn dược. Mặc dù hàng triệu người đã chết đói và vì phải làm việc quá sức ở vùng nông thôn, nhưng Pol Pot từ chối những lời đề nghị viện trợ nhân đạo. Hàng nghìn chính trị gia và quan chức cũ bị giết hại, Phnom Penh biến thành thành phố ma. Rất nhiều người chết đói, bệnh tật hay bị hành quyết. Mìn được giải khắp mọi vùng nông thôn. Khieu Samphon và Pol Pot đưa ra con số 1 triệu và 800 ngàn người. CIA ước tính rằng có 50 ngàn đến 100 ngàn người bị hành quyết. Năm 1978, trước những cố gắng thanh trừng những yếu tố Việt Nam ra khỏi Campuchia ngày càng tăng, dẫn đến các cuộc tấn công vào lãnh thổ Việt Nam. Cuối năm 1978, để giải quyết mối đe dọa ở biên giới và với người dân Việt Nam, Việt Nam tấn công Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Không phải là đối thủ, quân đội Campuchia nhanh chóng và dễ dàng bị quân đội Việt Nam đánh bại. Pol Pot chạy tới vùng biên giới Thái Lan. Tháng 1 năm 1979, Việt Nam hỗ trợ lập chính phủ mới, người đứng đầu là Heng Samrin và những người thuộc lực lượng Khmer Đỏ trước đây chạy sang Việt Nam để tránh các cuộc thanh trừng. Tháng 2 năm 1979, Trung Quốc tấn công Việt Nam. Pol Pot tán thành một thứ tập hợp các triết lý cấp tiến được gọi là học thuyết Angka, được sửa đổi theo chủ nghĩa quốc gia Khmer. Muốn xây dựng một chủ nghĩa ruộng đất nguyên thủy, Khmer Đỏ tán thành một xã hội ruộng đất hoàn toàn. Theo đó, tất cả các phát minh kỹ thuật hiện đại đều bị cấm ngặt. Pol Pot là kẻ đối lập với học thuyết chính thống Xô Viết. Có thể Pol Pot là người chống Xô Viết nên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa coi y là thích hợp để chống Việt Nam và vì thế cũng là chống Liên Xô.
Các nước phương Tây cũng có quan điểm gần tương tự, ủng hộ ngoại giao cho Khmer Đỏ sau khi họ bị Việt Nam lật đổ năm 1979. Riêng Trung Quốc tài trợ vật chất và quân sự cho Pol Pot chống lại chính phủ mới mãi đến sau này, trước khi bỏ rơi Pol Pot và quay sang hỗ trợ cho chính phủ mới. Hoa Kỳ lo lắng ảnh hưởng của Việt Nam ở Đông Dương đã giúp đỡ những nhóm kháng chiến chống lại chế độ Heng Samrin, cung cấp hỗ trợ cho KPNLF của cựu Thủ tướng Son San và ANS, nhóm ủng hộ Sihanouk. Lực lượng của Pol Pot là nhóm thiện chiến và có khả năng nhất trong số 3 nhóm quân sự, và dù có khác biệt về tư tưởng, vẫn thành lập chính phủ Campuchia Dân Chủ Liên Hiệp vào năm 1982. Trung Quốc tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự lớn cho Khmer Đỏ. Nhiều người buộc tội rằng Hoa Kỳ đã viện trợ trực tiếp cho Khmer Đỏ vì công nhận chính phủ Campuchia Dân Chủ. Pol Pot từ chức năm 1985, nhưng thực tế vẫn là lãnh đạo Khmer Đỏ, lực lượng chủ chốt trong liên minh chống Heng Samrin. Lực lượng thường hành động một cách phi nhân tính trong lãnh thổ do liên minh kiểm soát. Năm 1989, Việt Nam rút quân khỏi Campuchia. Pol Pot từ chối hợp tác với tiến trình hòa bình và vẫn tiếp tục chiến đấu với chính phủ liên hiệp mới. Đến năm 1996, khi quân đội của họ tan rã, nhiều lãnh đạo quan trọng bỏ đi. Pol Pot ra lệnh hành quyết Son Sen, người trong nhiều năm là cánh tay phải của y, và 11 thành viên trong gia đình Son Sen. Ngày 10 tháng 6 năm 1997, vì họ muốn hòa giải với chính phủ, Pol Pot bị lãnh đạo quân sự Khmer Đỏ là Tà Mốc bắt giữ, kết án quản thúc tại gia suốt đời. Tháng 4 năm 1998, khi bị chính phủ mới tấn công, Tà Mốc chạy vào rừng đem theo Pol Pot. Ngày 15 tháng 4 năm 1998, Pol Pot chết, nguyên nhân theo thông báo là bị bệnh tim. Xác Pol Pot được thiêu tại vùng nông thôn Campuchia với khoảng vài chục thành viên Khmer Đỏ tham gia. Bề ngoài giản dị với bộ quần áo bà ba đen, nhưng Pol Pot rất sành xe hơi. Với các chiếc xe limousine Mercedes-Benz Jet đời 1973 cực kỳ sang trọng và quý phái đương thời, Pol Pot và đồng sự được xem là đối tượng của tòa án quốc tế về tội ác diệt chủng. Việc lập tòa án xét xử gặp nhiều khó khăn khách quan và chủ quan. Một số thế lực từng ủng hộ Khmer Đỏ lấy làm tiếc về việc làm quá đáng của Pol Pot với người dân Khmer, nhưng họ đều đã lớn tuổi và cái chết già sẽ là một sự dễ chịu cho các bên cũng như lịch sử. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo Tòa án đặc biệt tư pháp Campuchia, một tòa án xét xử bè lũ phản động diệt chủng Pol Pot và đồng bọn.